Đang kiếm ai hả? Người như cô cũng đến đây cà phê sao? Người như tôi thì sao? Mà ở đây là quán cà phê, ai muốn tới chả được. Cô đâu có quyền cấm. Nếu như mà tôi là cô, tôi sẽ không đến đây đâu. Ai ở đây cũng biết cô là dì của anh Thanh mà. Nhưng mà bây giờ anh Thanh là của tôi. Thì sao? Để tôi nói cho cô nghe nè. Cô làm gì vậy? Mỹ, 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 em có sao không? Cô có biết tôi là người chủ động mối quan hệ với Mỹ không? Và Mỹ cũng cho tôi biết thế nào là tình yêu. Còn cô thì sao? Cô coi lại mình đi. Đến uống cà phê mà cô cũng gây chuyện nữa hả? Xin lỗi Mỹ đi. Tôi làm cái gì sai mà phải xin lỗi? Chính mắt tôi nhìn thấy cô cư xử thô lỗ với Mỹ. Làm cái gì mà thô lỗ? Cô đẩy Mỹ té. Cô đóng phim hay quá à. Nếu mà tôi xô cô ta té thì chắc chắn là cô ta không té nhẹ như vậy đâu. Cô cứng đầu thật đó. Cô đã sai mà còn bướng nữa hả? Anh biết giờ tôi ghê sợ thêm cái gì không hả? Không phải là không có tiền, mà tôi ghê tởm những người đàn ông hiếp đáp và không tôn trọng phụ nữ như là anh. Và anh ta là khó chịu vậy. Tôi không dễ bắt nạt như vậy đâu. Trời ơi, gan quá à. Ghê chưa? Đúng đó. Đâu có cần nói quá như vậy trời. Còn các cô nữa, mình là nhân viên nữ mà phải làm việc với một sếp ích kỷ, khó chịu, thù dai như vậy thì nên cẩn thận. Ê, cô nói vậy là sao? Thiệt chứ, người gì đâu mà kỳ. Dữ quá trời à.